Các bạn vừa theo dõi video cách làm trứng muối của món ngon Hồ Gươm. Xin hãy chia sẻ video này cho bạn bè và nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.